Chào tất cả các bác, tất cả anh em trên toàn quốc nha. Hôm nay thì bên em Quốc Giang nha, lại giới thiệu cho cái biển dịch giới thiệu cho anh em hai cái đầu máy, nó ba đầu máy đẹp đẹp nha các bác nha. Con Super Dream Việt chạy chuẩn chỉ 2 vạn nha. Một con Dream Việt con này thì nó chạy chỗ đâu đó tầm độ 5 vạn cây nha, 5 vạn cây. Và một cục máy Dream Thái nha, thì giá rẻ. Và cục máy UZS giá cũng rẻ luôn. Hôm nay em chuyên bán đồ rẻ nhá, để hợp lý. Đấy, có cái cục kia thì từng con và từng mã một, thì anh em vừa xem kênh vừa đăng ký kênh nhá. Thì có video là hay thì anh em có thể xem qua. Đấy, còn ba số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em nhá là Quyết Bắc Giang 0364011683 và 0983198883, và số Vilaphone các bác nhá. Đấy anh em Vilaphone nhá, đấy số dưới của em kia. Rồi sau đây thì không mất thời gian anh em nữa, thì bên em sẽ giới thiệu con đầu tiên là con Super Dream Thái. Con này thì báo luôn anh em là nó không có mang cá này. Thứ hai nữa là máy móc thì là lổ rất là êm ngon nha các bác nhá. Máy móc lổ êm ngon. Đấy, con này thì tuyệt vời rồi. Đấy, em mua được đẹp thì em bán giá đẹp cho các bác. Thế nhờ đây, con này thì nó vào chế Kenta này nhá. Chế Kenta. À, đầu bùa là E17 đây. Hơi là hơi lòng trứng, hơi xịn luôn nha các bác nhá. Máy móc lổ cực kỳ ngon. Con này thì đầu nó cũng... đầu nó chạm rồi các bác nhá. Nói chung là đầu chạm rồi. Thế nhưng mà hình thức anh em nhìn này. Đấy, còn rất là đẹp. Con này là Honda máy 100 đời Dream Thái máy máy Nhật các bác nhá. Dream Thái máy Nhật. Con này quá chất luôn. Đây và em có quay tình trạng nó kỹ như này. Con này là mã A1 nha các bác nhá. A1. Đây. Đấy. Cốt máy anh em nhìn chưa? Nó còn gần như 100%. Và vách máy Thái các bác nhá. Đấy, có chữ đây, tất cả đây. Đấy, nó là hàng xịn hết. Con này thì côn chạm, vách chữ chưa trẻ, củ đề thay. Và nguyên cục máy nó sẽ như này nhá, theo cả mang cá. Giữ máy Tuấn đây. Đấy, anh em thấy số chưa? Số quá là chất luôn. Thì con này một anh em về sang vách thứ hai, anh em cứ thế là chạy được nhá. Thì báo tình trạng nhá, con này là con máy A1, giá 3.800.000 đồng bao ship nhá, theo cần đạp cần số này, mang cá này. Củ đề thay rồi, củ đề thì các bác lưu ý nhé, củ đề này thì anh em con này vẫn dùng ok nhá, thì các bác dùng thay vào, anh em về thay củ đề vào được. Đây, chế đây, chế vào chế cần ta keta nhá. Nó được tất cả là zin hết. Con này chắc có thay búa ba càng, ba búa ba càng này. Còn côn tải với côn kiếc là vẫn là côn xịn các bác nhá. Con này là mã A1 giá 3.800.000 đồng nha các bác nhá. Zin Thái. Rồi. Tiếp theo em giới thiệu các bác một con thứ hai. Đây, con thứ hai đó là con Sirius. Con này IV7 này, con này đời 2010. Thì nguyên một cục máy này theo phun dàn điện nhé các bác nhé. Thì là bên em đang chào bán cho 2 triệu. Là máy móc lổ êm ngon không có khói nha các bác nhé. Máy móc lổ êm ngon không khói. Và kèm theo cần đạp này, cần số này, côn zin này, điện zin này, vách giữa chưa trẻ này, ủ đề chưa thay. Đầu bò em nhìn không? Đầu bò chưa tháo các bác nhé. Vẫn zin này. Con này đầu bò chưa tháo và chế thì nó đã bỏ ra, nó vệ sinh một chút rồi. Chế Mikuli vệ sinh một chút. Thì con này theo cho các bác đầy đủ hết cả dàn điện nhá. IC con nạp, cần đạp con số. Đấy, tất tật, tật giá như này thì bên này con này là con mã A2 các bác nhá. A2 giá 2 triệu. Anh em mua thì báo em là con Sirius nhá. 2 triệu, con này máy quá ngon, cực chất. Và giá 2 triệu em bên em đã bao ship rồi. Thì con này em bán là được có 50 một con rồi. Đấy, các bác lưu ý nhá. Anh em thì giờ thì nói chung là mua bán thì cứ có con nọ con kia. Đấy, con nào em thanh lý giá vừa tiền thì anh em có thể mua nhé. A2 giá 2 triệu đồng. Đây, giới thiệu các bác một con hàng hiếm nhé. Bây giờ thật sự các bác để tìm những cái con hàng hiếm như này thì nó rất là khó này. Đấy, thì một con như này thì giờ bên em là con này là con mã A3 các bác nhé. Con A3, con này giá 7 triệu này. Con này thì báo cho tình trạng các bác nhé, là con này là con đời 2010. Đấy, 2010 nhá. Đấy, máy móc răng xanh đây. Zin toàn bộ nhá các bác nhá. Con này zin toàn bộ. Để kiếm được một con như này nó rất là hiếm. Con này chạy chuẩn chỉ 5 vạn đấy các bác nhá. Chạy chuẩn chỉ 5 vạn đây. Từ những con ốc nó đều là zin hết các bác nhá. Rất là hiếm luôn. Con này thì lổ bao cam kết các bác 100% máy lổ êm ngon. Thì có nhiều bác là chuộng những cái dòng đời 2013, có nhiều bác thì nhưng bên em bán nhiều ấy, thì là thường là cái dòng đời 2010 này máy móc nó lì hơn, nó ngon hơn, thì là nó chuộng hơn các bác nhá. Thì con này nó sẽ theo cho các bác là phun dàn điện, IC con nạp xịn nhá.
IC con nạp xịn. Đây. Đầy đủ hết nhá. IC con nạp xịn, cả đạp cần số, chế khí, lọc gió đầy đủ nhá. Con này thì chế xịn này. Em tả lại cho các bác một lần nữa nhá, là côn zin điện zin. Vách giữa chia sẻ, củ đầy chưa thay, đầu bò chưa tháo, chế chưa tháo nhá các bác nhá. Thì là zin toàn bộ này. Anh em nhìn quay chi tiết này. Rất là sáng bóng, mà anh em mua về là anh em chỉ gắn lên là chạy thôi. Hoặc là anh em muốn sang vách nhá. Anh em sang vách vẫn là ok luôn, sang vách. Đấy, đè đóm nó đều là ngon lành cành đào anh em các bác nhá. Đấy. Con này thì con này là mã A3 giá 7 triệu các bác nhá. 7 triệu. Super Dream Việt 2010. Máy móc zin ngon êm. Lổ êm không khói các bác nhá. Rồi, con này A3 giá 7 triệu nha các bác nhá. Rồi, tiếp theo giới thiệu các bác một con giá rẻ rẻ này một chút nha. Con này là con trông nó hơi hàn bẩn một chút thôi. Con này là A4 nha các bác nhá. A4, con này là giá 3 triệu 200 nghìn đồng này. Đấy, nó vừa vào cái củ đề 300 nghìn nha các bác nhá. Vừa vào củ đề 300 nghìn, xịt qua tí chút này. Thì con này là con UZX 100 mấy 100. Thì con này là kèm theo các bác là đều đồ zin nhưng mà nó đã chạm rồi các bác nhá. Đồ zin nhưng mà nó đã chạm rồi, nó thay hơi à thay sắc măng thôi. Đấy, thì còn báo luôn cho các bác là con này nguyên cục máy nhá. Là côn zin này, điện zin vách giữa chia trẻ, củ đề đã thay, đầu bò đã tháo và giá của nó là 3 triệu 200 nghìn đồng nhá. Máy móc thì em cam kết các bác 100% là máy móc lỗ ngon. Êm không có khói nhá. Con này là mã A4 này. UZSX máy 100. Thật ra là bây giờ những cái dòng này bây giờ nó rất là hiếm rồi. Đấy, con này là đời 2008 các bác nhá. Thì là máy thì cam kết các bác máy móc lỗ êm ngon không có khói nhá. Thì em mua vào đã cao rồi. Đấy, mua về các bác chạy xe ba bánh này hoặc đi rừng cái dãy. Còn nếu mà con này zin nhá. Con này zin thì nó không dưới giá 5 triệu các bác nhá. Đấy. Thì con này thì nó đã thay một số thứ và nó đảm bảo một số thứ này thì em quay sơ qua nhá. Đây, đầu bò là vẫn là bò xịn nhá, hơi xịn nhá, hơi thay sắc măng nhá, điện vẫn điện xịn nhá. Côn zin điện zin này, vách giữa chia trẻ nhá. Đây, cốt máy dày nhá, cốt máy còn đạt 90% nhá các bác nhá, 90%. A4 giá 3 triệu 2 nhá. Rồi, tiếp theo giới thiệu các bác một con cuối cùng ngày hôm nay. Đấy, con này đúng là bán là cũng vừa tiền này. Con này chạy chuẩn chỉ 2 vạn cây nhá. 2 vạn km. Đấy. Nước sơn hơi chóc một chút đấy anh em nhìn này. Đấy. Cốt máy long lanh. 2 vạn cây. Là côn zin điện zin vách giữa chia sẻ. Con này zin toàn bộ. Con này giá 9 triệu các bác nhá. A5 giá 9 triệu. Con này thì siêu đẹp rồi. Không có gì phải bàn cãi đâu các bác nhá. Con này mã đầu bò cao nhá. HVR 56 này. Đấy, máy zin rồi. Con này zin thì các bác khỏi phải chê luôn. Này. Đấy, chế vào khí xịn nha. Nói chung là zin toàn bộ này. Đấy, củ đề đây. Đấy, củ đề theo của nó đấy các bác nhá. Đấy, con này thì Mitsuba. Giá 9 triệu chạy 2 vạn cây nha các bác nhá. Đấy, anh em nào mà lưu ý mua được con này thì đúng thật sự với các bác là tuyệt vời luôn. Trên của tuyệt vời. Đúng là con này thì rất là hiếm. Nhiều bác mua sưu tầm nhá. Có nhiều bác mua con này tầm đôi 3 năm nữa các bác bán vẫn có lãi bình thường, không mở lỗ những cái cục máy này. Nên anh em mua nhá. Bây giờ để các bác tìm một cục rim Việt nha mà nó đẹp như này mà chạy ít như này không bao giờ có, khẳng định luôn. Tại vì bây giờ xe xiếc là người ta bán đi sang Campuchia rất là nhiều. Nên là anh em mua thị trường Việt Nam nó rất là khó. Đấy. Có lẽ là đời 2013 các bác nhá, 2013, côn zin điện zin vách giữa chia sẻ, ủ đầy chưa thay, đầu bò chưa tháo, máy cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP luôn. Con này quá chất chạy 2 vạn cây. Con này thì đúng là hàng siêu phẩm rồi. Anh em tìm trên thị trường thì thật sự các bác là các bác không thể mua nổi đâu kiếm được. Đấy, anh em là nhanh tay mua thì còn, mà không thì anh em cứ nghiên cứu xem chơi cho nó vui nhá. Có nhiều lúc là em không có cả dream để bán nữa cơ. Đây. Bộ dây điện của nó đây. Là IC con nạp, con đạp, con số dây điện này, đầy đủ hết các bác nhá. Lọc gió nữa, mang cá nữa, đầy đủ các bác nhá. Thì anh em là có nhu cầu mua thì alo trực tiếp cho bên em nhé. Con này là mã A5 Dream Việt chạy 2 vạn giá 9 triệu các bác nha. Đấy, anh em có nhu cầu mua thì alo trực tiếp cho bên em nhé. Quyết Bắc Giang 0364 011683. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác, tất cả anh em.